Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, theo The Paper, sau khi thức giấc vào sáng ngày thứ hai, Châu Trấn Văn ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc thức dậy và thấy nhà mình ngập nước, tủ lạnh, TV, ghế sofa, dụng cụ rửa xe đều bị ngâm trong nước. Bị ảnh hưởng bởi siêu bão số 3, từ 8 giờ ngày thứ bảy, Trác Châu liên tục mưa. Đặc biệt trong vài ngày qua, khi thủ đô Bắc Kinh chịu lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm, thì các con sông ở thành phố Trác Châu nằm phía tây nam Bắc Kinh đã nhận một lượng mưa lớn từ Bắc Kinh, biến Trác Châu thành khu vực ngập lụt nặng nhất thời điểm hiện tại. Cả khu chợ bị vây khốn trong nước lũ. Sau khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ từ Trác Châu, các đội cứu hộ đã ngay lập tức giải cứu người dân vùng lũ. Thuyền cứu hộ tiến vào một khu chợ lớn với cảnh tượng nước chảy đục ngầu, túi ni lông và vỏ chai nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiều mái nhà hàng quán ven đường nhấp nhô ngang mực nước, những chiếc ô tô bên đường chìm hẳn trong nước lũ, xuồng cứu hộ nhiều lần loạng choạng vì lỡ đi qua nóc ô tô. Dọc đường vào chợ, người người kêu cứu, có người ngồi bên cửa sổ, có người trên mái nhà, có người trên nóc xe tải. Anh Trần Khang, 45 tuổi, kể từ ngày thứ Bảy, Trác Châu mưa rất to, đến 20 giờ ngày thứ Hai mưa tạnh. Nhưng nửa tiếng sau, nước từ phía Bắc tràn vào, cống liên tục phun nước lên. Lúc này anh mới chột dạ vội thu dọn quần áo sữa của đứa cháu 1 tuổi rưỡi chuẩn bị rời chợ. Nhưng anh không ngờ vừa lên xe thì không nổ máy, nước cũng tràn vào giày, anh không còn cách nào khác là xuống xe chạy lên xe tải chở hàng. Sau đó, cả một đêm anh và cháu trốn lũ trên chiếc xe này nhưng anh vẫn cảm thấy bất an dù ở trên chiếc xe tải cao hơn 1 mét. Đến 4 giờ sáng, nước đã ngập đến đầu gối, 11 giờ trưa thì nước ngập đến thắt lưng. Dòng nước chảy xiết và đầy xoáy nước bao quanh xe tải. Đến chiều hôm thứ Ba, Trần Khang và cháu được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Những ngày qua, rất nhiều nơi ở Trác Châu trở thành hòn đảo bị cô lập do mực nước dâng cao nhanh. Khu dân cư Thủy Thượng Nhân Giai với 458 hộ gia đình bị ngập nặng. Hôm thứ Hai sau khi nhà xe bị sập đã hình thành một cái hố rộng khoảng 100m², sâu 4-5m. Tạ Dũng, một cư dân kể lại rằng nước lũ tràn qua khu vực sụt lún, tấn công bao vây chung cư. Điện thoại di động của Tạ Dũng đã sử dụng được hơn một ngày và thỉnh thoảng anh phải tắt nguồn để tiết kiệm pin. Tôi thậm chí không thể kết nối Internet và cũng không thể gọi điện thoại. Đến cuối giờ chiều ngày thứ Hai, Tạ Dũng hốt hoảng di chuyển lên tầng 2, nhưng nước cũng dâng lên quá nhanh và anh bị mắc kẹt trên tầng này. May mắn sau đó, anh và nhiều người khác sang được tòa văn phòng nhỏ trong khu dân cư. Nước lũ thì cứ 1 giờ tăng lên khoảng 5cm. Tạ Dũng đã nhìn thấy đội cứu hộ đi ngang qua tòa nhà nhiều lần. Nhưng đội cứu hộ cho biết họ đang đi giải cứu những trường hợp nghiêm trọng hơn. Thái Thanh, một cư dân sống ở tầng 1, cũng bị mắc kẹt. Đến sáng thứ Ba, mưa ngớt nhưng mực nước vẫn chưa rút, tầng 2 sắp bị ngập. Cô nhìn thấy vài người đeo phao bơi ra ngoài. Vì không biết mình sẽ bị mắc kẹt nên gia đình cô đã không chuẩn bị thức ăn trước. Trong nhà chỉ còn một gói mì tôm dành cho các con. Cô gửi con ở nhà hàng xóm tầng trên, còn vợ chồng cô tạm thời ở tạm ngoài hành lang. Quách Vi, một hướng dẫn viên du lịch, đã tạm trú trên tầng 6 của một khách sạn ở làng Vĩnh Lạc, Trác Châu 2 ngày liền. Nói về làng Vĩnh Lạc, cô nói tình hình ở đó rất tồi tệ. Mùa này, ngô ngoài ruộng đã cao gần bằng đầu người nhưng bây giờ đã bị ngâm nước hoàn toàn. 30 đến 40 năm rồi chưa bao giờ thấy nước lớn như vậy, Quách Vi nói. Chiều hôm thứ Hai, nước sông chưa lên đến cầu. Người dân ai nấy đều nghĩ rằng năm nào cũng vậy, mưa có lớn thì nước cũng sẽ rút sau 2 đến 3 ngày nhưng lần này thì khác. Theo đội cứu hộ Lam Thiên, tình hình hiện tại của Trác Châu vẫn rất nguy hiểm. Do nước lũ hiện thoát chậm nên công tác chống lũ cứu nạn khu vực này dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Vào hôm thứ Tư, vẫn có lượng mưa gần 70mm ở phía Tây Bắc Hà Bắc. Điều này có thể làm tăng tình hình kiểm soát lũ lụt ở Trác Châu. Do đó, tình hình chung ở Trác Châu rất nghiêm trọng và các đội cứu hộ cần chuẩn bị cho các cuộc giải cứu kéo dài nhiều ngày. Theo trang tin Sina Trung Quốc, mưa lớn liên tục vào ngày thứ Hai do bão số 3 đã phá hủy hệ thống điện và nước ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, đồng thời làm sập khách sạn Sitan Bắc Kinh, một khách sạn sang trọng hàng đầu ở thủ đô Trung Quốc có giá 10.000 nhân dân tệ. Tối hôm thứ Hai, một giáo viên của Học viện Múa Bắc Kinh đã phải kêu cứu trên mạng xã hội Douyin. Tôi ở khách sạn Sitan Bắc Kinh, ai đó có thể giúp tôi không? Tôi đang ở khách sạn Sitan Bắc Kinh thuộc quận Môn Đầu Câu. Do trời mưa lớn ở Bắc Kinh nên đường đã bị nước lũ chia cắt.
tôi không biết ô tô của tôi đang ngập nước hay đã bị cuốn trôi. Tình hình hiện tại ở khách sạn là không điện, không nước nóng, tôi muốn về nhà. Theo trang Sina, khách sạn Sitan Bắc Kinh bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái. Tọa lạc tại làng Dương Nguyên có lịch sử hàng nghìn năm gần chùa Tân Triết ở Môn Đầu Câu. Bắc Kinh là thành viên duy nhất của Liên minh Khách sạn và Nhà hàng sang trọng Sitan ở miền Bắc Trung Quốc. Khách sạn Sitan Bắc Kinh được coi là khách sạn sang trọng nhất ở ngoại ô Bắc Kinh. Theo giới thiệu chính thức của khách sạn, cảnh quan của Sitan Bắc Kinh được thiết kế bởi nghệ nhân làm vườn Nhật Bản Nomura Kanji và Suning Garden, chi phí lên tới 800 triệu nhân dân tệ, khoảng 2.657 tỷ Việt Nam đồng và mất 8 năm mới hoàn thành. Tuy nhiên, một năm sau khi khai trương, khách sạn Sitan Bắc Kinh đã gặp phải trận bão lũ ngàn năm có một. Theo trang Sina, có cư dân mạng đã than thở rằng bão lũ đã cuốn trôi ít nhất 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 330 tỷ Việt Nam đồng khỏi khách sạn Sitan Bắc Kinh. Trong những bức ảnh được cư dân mạng đăng tải có thể nhìn thấy những bức tường vỡ nát trong mưa gió, những mảng trần thạch cao rơi xuống sàn gỗ và bể bơi vô cực lộ thiên đầy bùn đất. Một video khác do một cư dân mạng đăng tải cho thấy con đường núi dẫn vào khách sạn đã bị nước lũ chia cắt. Khi nước lũ màu vàng nâu rút dần, khách sạn và những vị khách trở thành nhân vật chính của cuộc giải cứu. Theo trang tin Sina, sau khi bị tàn phá bởi bão lũ, khách sạn Sitan Bắc Kinh đã tạm dừng cho đặt phòng trên các nền tảng du lịch trực tuyến. Trước đây, giá phòng của Sitan Bắc Kinh dao động từ 6.000 đến 10.000 yên, khoảng 19,8 triệu đến 33 triệu Việt Nam đồng, ngang ngửa với các khách sạn xa hoa bậc nhất ở Bắc Kinh như Bangkari Bắc Kinh, Vương Phủ Tỉnh, Quan Thoại Phương Đông và Cung Điện Mùa Hè. Lily, một nhân viên từng làm việc tại khách sạn Alila Sugar House, cho biết đây chưa phải là điều tồi tệ nhất và quá trình tái thiết sẽ diễn ra vô cùng chậm chạp. Lily với kinh nghiệm phong phú cho biết thêm việc bơm nước xử lý đồ đạc, tài liệu bị ngâm nước trong nước và bù đắp một số tổn thất cũng như tìm đồ thay thế cho những vật trưng bày đắt tiền đó là điều không dễ dàng. Cùng thời điểm đó, những mối nguy hiểm do bão số 3 đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau tại Bắc Kinh. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, vào chiều hôm thứ Hai, trận mưa xối xả ở quận Môn Đầu Câu của Bắc Kinh đã khiến hai người thiệt mạng và thi thể của họ đã được tìm thấy trên sông. Theo các bản tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, khoảng 5.000 người đã được di chuyển khẩn cấp khỏi khu vực miền núi của quận Môn Đầu Câu. Ngoài ra, mực nước sông Yongding dâng cao đã làm ngập nhiều con đường, cuốn trôi vài ngôi nhà và xe cộ. Một cây cầu ở quận Phượng Đài bị nước lũ cuốn trôi. Thưa quý vị, theo tờ Tân Hoa Xã, 2 giờ 33 phút ngày 1 tháng 9 theo giờ Trung Quốc, một trận động đất 5,5 độ Richter xảy ra ở quận Bình Nguyên thuộc thành phố Đức Châu, phía đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khiến ít nhất 10 người bị thương. Văn phòng ứng phó khẩn cấp của tỉnh Sơn Đông cho biết thêm, tổng cộng có 74 tòa nhà ở tâm chấn bị sập với ít nhất 52 cơn dư chấn, trong khi giao thông, thông tin liên lạc và cung cấp điện vẫn bình thường. Giới chức khẳng định không có vụ rò rỉ nào được phát hiện tại các đường ống dẫn dầu và khí đốt. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 và cử một đội đến tỉnh Sơn Đông để chỉ đạo công tác cứu hộ. Cấp độ 4 là mức ứng phó thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp động đất 4 cấp của Trung Quốc. Trận động đất có thể được cảm nhận ở tận các thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân, cũng như ở Thượng Hải, cách tâm chấn khoảng 800 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đo trận động đất ở tỉnh Sơn Đông mạnh 5,4 độ Richter và ở độ sâu 10 km, theo AFP. Động đất không phải hiếm gặp ở Trung Quốc nhưng rất ít xảy ra ở miền đông nước này, nơi tập trung đông dân cư và các thành phố lớn. Một quan chức từ Cục Địa chấn Sơn Đông cho hay khả năng xảy ra động đất lớn hơn là rất nhỏ. Trận động đất mạnh 5,5 độ Richter xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã khiến ít nhất 20 người bị thương và 100 ngôi nhà bị hư hại. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 33 phút sáng ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương tại quận Bình Viễn, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, ở độ sâu 10 km. Tính đến 7 giờ sáng cùng ngày, tổng cộng 126 ngôi nhà bị sập và 20 người bị thương nhẹ do động đất. Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Sơn Đông xác nhận một số chuyến tàu cũng tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của trận động đất. Những hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy nhiều người dân Đức Châu sợ hãi chạy ra ngoài sau trận động đất và ngồi trên vỉa hè trong bóng tối chờ đợi lực lượng cứu hộ. Các clip được chia sẻ trên mạng cho thấy những bức tường bị nứt, gạch đá rơi xuống lòng đường. Theo China Daily, Văn phòng ứng phó khẩn cấp động đất Trung Quốc đã cử các nhóm làm việc và cứu hộ đến Sơn Đông để hướng dẫn chính quyền địa phương và hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ động đất. Theo ông Liu Xikang, Phó Giám đốc Cục Động đất Sơn Đông, chưa từng có trận động đất nào mạnh hơn 5 độ Richter xảy ra ở đây trong lịch sử.
khả năng xảy ra một trận động đất lớn hơn sau trận động đất này là rất thấp. Ông nói thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.